Sancho sát muối vào tim MU, tỏa sáng tức thì khi vừa đến Dortmund. Cầu thủ cho mượn của Manchester United, Jadon Sancho đã ngay lập tức tạo ra ảnh hưởng cho Borussia Dortmund khi kiến tạo cho Marco Reus ghi bàn. Chỉ 22 phút sau khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu giữa Dortmund gặp Darmstadt tại vòng 17 Bundesliga 2023 phần 24, Jadon Sancho đã kiến tạo cho Marco Reus nâng tỷ số lên 2-0 cầu thủ 23 tuổi này đã thực hiện một pha chạy chỗ xuất sắc và vòng cấm trước khi luân chuyển bóng đến tiền vệ người Đức, người đã sút tung lưới đối phương. Giới mộ điệu có lẽ sẽ không bao giờ biết điều gì thực sự xảy ra đằng sau hậu trường giữa Sancho và huấn luyện viên của Manchester United, Eric Ten Hag, nhưng giờ đây, tuyển thủ Anh đã rời quỷ đỏ, anh có cơ hội đưa sự nghiệp của mình trở lại đúng hướng. Việc cầu thủ 23 tuổi vào sân từ băng ghế dự bị và tỏa sáng có nghĩa là anh đã khởi đầu thành công và hy vọng sẽ tiếp tục nỗ lực gây ấn tượng trước khi hợp đồng cho mượn hết hạn vào cuối mùa giải. Jayden Sancho trước đó đã rời Dortmund để đến Man United vào mùa hè năm 2021 nhưng chỉ ra sân 3 lần cho. Đội bóng của Erik Ten Hag trong mùa giải này sau khi mâu thuẫn gay gắt với nhà cầm quân người Hà Lan. Pha kiến tạo của cầu thủ sinh năm 2000 giúp Dortmund dẫn trước 2, không sau so bàn mở tỷ số trong hiệp 1 của Julian Brand, 24 và đội khách ghi thêm bàn thứ ba ở phút bù giờ nhờ công của Yusofa Mukoko, 90 cộng 2. Sancho sẽ tìm cách lấy lại thể lực sung mãn trong vài tuần tới khi câu lạc bộ áo vàng đen sẽ trở lại sân cỏ vào thứ bảy tuần sau trong trận gặp đội cuối bảng côn. Sau đó, vào ngày 28 tháng 1, Dortmund sẽ đấu với VFL Bochum cùng mục tiêu trở lại top 4 Bundesliga. Chiến thắng giúp Dortmund tiến lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Bundesliga kém đội xếp thứ tư là RB Leipzig 3 điểm nhưng kém đội đầu bảng Bayer Leverkusen tới 15 điểm trong khi Darmstadt vẫn đứng cuối bảng